xin được chào ông. Được biết thương hiệu Mobifone là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng tại Việt Nam chúng ta, và dường như là khi nhắc đến Mobifone thì ai cũng biết hết. Như vậy là với vai trò là đại diện của nhà tài trợ thì ông suy nghĩ như thế nào về cái cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thời đại 2022 và nhận lời tài trợ? Cảm ơn cái câu hỏi của anh thì thật là vui là hôm nay là Mobifone làm cái đơn vị là quyền cho cái buổi casting Hoa hậu ngày hôm nay. Dạ. Thì trải qua 2 năm dịch thì đây là cái chủ sự kiện mà coi như là lớn đầu tiên mà Mobifone 3 triển khai trong chuỗi tất cả các sự kiện tiếp theo. Và đây là cái bước tiền đề cho cái sự phát triển sau này. Và về phía Mobifone chúng tôi sẽ luôn cam kết sẽ cung cấp những cái sản phẩm, những cái dịch vụ cho khách hàng tốt nhất cho khách hàng, đáp ứng mọi cái nhu cầu mà ngày càng cao của khách hàng. Và thông qua cuộc thi này thì tôi cũng xin chúc cho tất cả thí sinh chúng ta hôm nay thi đấu thi thành công, và chúc cho cái buổi Hoa hậu hôm nay, cái cuộc cách hôm nay là thành công tốt đẹp. Không biết vì lý do gì sao thì ông lại chọn tài trợ cho buổi casting tại thành phố Đà Nẵng của chương trình Hoa hậu Việt Nam thời đại 2022 ạ? Ở góc độ là nhà cung ứng dịch vụ của Bưu điện Việt Nam thì cũng đánh giá là chương trình Hoa hậu thời đại là chương trình mà mang nhiều ý nghĩa tác động đến cộng đồng xã hội, thì cũng rất mong muốn là tài trợ và đồng hành cùng chương trình. Nguyễn Hoài Quang, phó giám đốc của Mobifone chi nhánh thành phố Đà Nẵng. Thưa ông, cảm xúc của ông như thế nào khi mà ông vừa đến với một tiết mục dự thi, đó là phần thi trang phục bikini của 70 thí sinh đã vượt qua rất là nhiều khó khăn, thử thách để bước vào vòng chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam thời đại 2022 ạ? Xin được mời ông. Điều đầu tiên cũng thay mặt đơn vị đồng hành Mobifone cũng xin chúc cho cái chương trình Hoa hậu thời đại 2022 và kính chúc các thí sinh chúng ta có những cái tiết mục hay đặc sắc, và tôi hy vọng tối hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến nhiều những cái tiết mục hay của thí sinh, các thí sinh. Với cảm giác cá nhân của tôi ấy, thì hôm nay tôi thấy là rất là chương trình rất là hoàn tráng, từ sân khấu đến công tác phục vụ, đặc biệt là các thí sinh ai cũng tự tin vui vẻ, ai cũng tự tin, ai cũng đẹp. Tôi hy vọng tối nay là chúng ta sẽ chứng kiến nhiều tiết mục hay, và xin chúc cho chương trình hôm nay, và xin chúc thí sinh chúng ta tự tin biểu diễn. Xin trân trọng cảm ơn.